đại biểu Triệu Lệ Trinh. Xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Kính chào đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Kính mời đồng bào cùng theo dõi chương trình Bình Thơ, Nhạc và Tiểu Sử của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Sau đây, mời đồng bào cùng lắng lòng để nghe một phần tiểu sử của Đức Quốc Công Đào Minh Quân qua bài thuyết trình có tựa đề Ước mơ của một người chiến sĩ kiên cường, do Trung quý Đào Thanh Tâm thực hiện và đại biểu Triệu Lệ Trinh trình bày. Một ngày không xa, trên quê hương ta đổi mới tươi màu. Vang vang lời ca, ca vang vang xa, hai tiếng tự do. Người người tự do cho quê hương ta thay màu áo vơi. Nụ cười thật tươi trên đôi môi em hằn vết khó khăn. Một người chiến sĩ kiên cường, một bước sơn hà, một bước sâu, một trái tim đau, vạn nẻo sầu, hiến dâng tim ốc ươm quê mẹ, sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Bài thơ Ước mơ do thi sĩ Nam Quán, Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, cảm tác 1989. Có câu nói rằng, không ai đánh thuế ước mơ của chúng ta cả. Tuy nhiên, nếu mỗi người có một ước mơ đủ lớn và đủ quyết tâm thực hiện ước mơ của mình bằng tất cả tâm sức và trí tuệ của mình, thì cuộc sống này đã tươi đẹp biết bao. Ngay từ đầu thập niên 60, 70, của thế kỷ trước, đã có một chàng thanh niên Việt Nam có ước mơ không phải là cho riêng bản thân mình, mà là muốn gìn giữ nền hòa bình cho đồng bào Việt Nam. Đây là ước mơ cho hàng triệu người Việt Nam. Chàng thanh niên ấy có tên là Đào Minh Quân, tên quý là Đào Văn, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1952. Tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định, thân phụ là cụ ông Đào Thế, quê quán làng Trúc Lâm, đã tạ thế, và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên, Huế, đã tạ thế. Và ngày nay, ngài Đào Minh Quân được người dân Việt Nam yêu thương gọi là ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, trọng nhiệm của ngài là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Cậu bé Đào Minh Quân khi mới 13-14 tuổi đã có cơ hội được đi theo nhà báo Robert Doman đến rất nhiều vùng miền của Việt Nam. Trong khoảng thời gian đó, cậu bé đã có dịp chứng kiến những nỗi đau khổ của người dân Việt Nam khi bị bọn Cộng sản hăm dọa, lừa gạt, gieo rắc thù hận vào sâu trong tâm khảm. Cậu bé cũng đã chứng kiến được những trò ma mãnh của Cộng sản khi chúng vừa ăn cướp, vừa la làng để vu khống cho người lính của Việt Nam Cộng Hòa là hạ hiếp phụ nữ và người dân lành vô tội. Và rồi, một bước sơn hà, một bước sâu, chàng thanh niên Đào Minh Quân tham gia vào đội biệt kích
Mai Phọt khi còn rất trẻ. Vì tấm lòng yêu nước thương dân nên chàng thanh niên này đã bén duyên với môi trường quân đội từ rất sớm. Con đường binh nghiệp của chàng thanh niên Đào Minh Quân chính thức bắt đầu sau một quá trình hoạt động liên lũy từ năm 1968 cho đến khoảng thời gian năm 1973 và đến năm 1975. Ngài đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ, Black Tiger, đi không tiếng về không lời nhằm truy lùng những tên đầu sỏ cộng sản. Cấp bậc sau cùng của ngài là Trung Quý, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một quân nhân được huấn luyện rất đặc biệt, được trang bị tận răng, nghĩa là tay không vũ khí vẫn có thể diệt địch. Những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, dù Việt Nam Cộng Hòa đã thất thủ, nhưng người Trung Quý Đào Minh Quân này vẫn hoàn thành lời hứa và bảo vệ an toàn cho tất cả 53 thuộc cấp của mình, cho đến khi họ giải ngũ, tức là tất cả 54 người lính trong biệt đội Hắc Hổ vẫn còn đầy đủ và an toàn. Sau khi giải tán đơn vị, ngày 28 tháng 3 năm 1975, ngài trở về Sài Gòn và đã tình nguyện trình diện tiểu khu Gia Định để nhận nhiệm vụ tiếp tục chiến đấu đến giờ phút thứ 25, tức 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì bị bắt tại đầu cầu xa lộ Phan Thanh Giản. Sau đó, ngài bị Cộng sản bắt và cầm tù đến cuối thu năm 1978, thì ngài vượt ngục thành công và chỉ huy tàu VNKG 0602 chở 524 thuyền nhân vượt biển đến đảo Pulau Tangga, Mã Lai, ngày 16 tháng 5 năm 1979. Sau đó, ngài và gia đình đến Los Angeles, California, Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 8 năm 1980. Dù đã thoát khỏi Cộng sản, dù đã đến được xứ sở tự do, nhưng tinh thần đấu tranh vì người Việt của ngài dường như chưa bao giờ ngưng lại. Chưa đầy một tháng sau khi đến Hoa Kỳ, ngài đã tham gia lực lượng người Việt quốc gia tại Santa Ana và làm trưởng đoàn văn nghệ đấu tranh mà đồng bào thương yêu gọi là đoàn văn nghệ áo đen. Một bước sơn hà, một bước sâu. Sau đến nỗi khi một chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã bị lũ cộng sản cướp chính quyền, buộc ngài và gia đình phải rời quê hương để chạy ra nước ngoài. Nhưng tinh thần đấu tranh của ngài không vì đó mà lùi bước, mà ngược lại, ngài càng quyết tâm phải lấy lại cho được đất tổ và mang đến sự hòa bình thịnh trị cho toàn dân tộc Việt Nam. Một trái tim đau vạn nẻo sầu. Trong lòng của ngài đau xót cho hàng triệu đồng bào Việt Nam khi sống với sự cai trị tàn độc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày ngày, dân tộc Việt Nam phải đối mặt với biết bao thủ đoạn man rợ của Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam nhằm diệt chủng dân tộc Việt Nam. Chúng đưa ra hình tượng giả tạo Hồ Chí Minh. Hắn chỉ là người Tàu đội lớp một người Việt Nam yêu nước để cầm đầu băng đảng tội ác Cộng sản Việt Nam, chiếm đoạt nước ta bằng âm mưu dùng củi đậu nấu đậu, dùng người Việt giết người Việt và cai trị người Việt. Cho nên, dù ngài có đi đến đâu, ngài có sống trên đất nước tự do là Hoa Kỳ đi nữa, thì ngài cũng vạn nẻo sầu. Cho dù sau vài năm qua Mỹ định cư, ngài đã trở thành triệu phú đô la, nhưng sau khi biết được chính xác Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng. Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam, nên ngài đã quyết định bán hết 25 chi nhánh Dow Computer
dành thời gian và tiền của để đấu tranh với Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Đây là một quyết định mà không phải ai cũng có thể đưa ra được. Ngày đầu Minh Quân khi ấy chưa tròn 40 tuổi. Đó là cái tuổi mà con người ta luôn khát khao và hướng đến danh vọng, tiền tài. Còn ngài Đức Quốc Công của chúng ta thì đã quyết định hy sinh cả sự nghiệp của mình để đấu tranh cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi gông xiềng Cộng sản. Tính đến nay thì ngài đã đấu tranh gần cả một đời người. Con đường binh nghiệp của ngài bắt đầu khi ngài mới 16 tuổi. Lúc đó, tóc ngài hãy còn xanh. Nhưng giờ đây, mái tóc ngài đã điểm xương và phai màu vì sương gió. Vì ước mơ của ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân dành cho dân tộc Việt Nam quá lớn, cho nên ngài đã hiến dâng tim óc ươm quê mẹ. Thật vậy, ngài Đức Quốc Công đã dành trọn cuộc đời của mình để hy sinh cho quê hương Việt Nam. Ngài đã đưa ra những sách lược cũng như những chiến lược mà ít có ai nghĩ ra để đưa Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng vào bẫy. Để công cuộc lấy lại đất tổ của ngài không còn là ước mơ nữa, mà bây giờ nó đã dần trở thành hiện thực. Trước tiên, ngài đã lột mặt nạ Hồ Chí Minh tại UNESCO để Cộng sản Việt Nam giống như một cái cây đã bị tróc gốc và chờ đợi ngài tàn lụi mà thôi. Tiếp theo, ngài đã song hành cùng Hoa Kỳ để dụ Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam đem hết tiền bạc và của cải mà chúng đã bóc lột và vơ vét của người dân để đem qua mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ và mua những bất động sản trên đất nước Hoa Kỳ. Những bất động sản và những trái phiếu này nằm ngay trên đất nước Hoa Kỳ và do Hoa Kỳ nắm giữ. Cho nên chúng không thể nào đem đi trốn ở bất kỳ nơi nào khác được. Và cuối cùng, ngài Đào Minh Quân đã nộp đơn kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ USD tại Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và Tòa án Liên bang Hoa Kỳ. Trong những vụ kiện này, đều chỉ kiện Tàu Cộng, cho nên kiểu gì Tàu Cộng cũng bị đem ra xử mà thôi. Ngày nay, có rất nhiều quốc gia và nhiều cá nhân nể sợ Tàu Cộng vì sự bành trướng và sự mang rợ của Tàu Cộng. Nhưng đối với ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời thì khác. Ngài Đức Quốc Công và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không hề sợ Tàu Cộng, mà ngược lại, chỉ có Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam mới sợ ngài Đức Quốc Công và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà thôi. Vì chúng sợ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và Đức Quốc Công, nên không có kênh truyền thông chính thống nào của chúng đưa tin về chính phủ của chúng ta cả. Chúng chỉ dùng mưu hèn, kế bẩn để mua chuộc đám truyền thông bất lương mà thôi. Cho đến nay, chúng chưa bao giờ dám đương đầu trực tiếp với ngài Đức Quốc Công và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Vì sao ư? Bởi vì Đức Quốc Công chỉ nói sự thật, và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là chính phủ chính danh hợp pháp và được chính phủ Hoa Kỳ, 28 nước châu Âu công nhận và ủng hộ. Và trên 5 triệu đồng bào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới, thông qua hệ thống trưng cầu dân ý Auckland, đã tự nguyện bầu chọn và ủng hộ ngài Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng hòa đệ tam, đại diện người dân Việt Nam đứng ra giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam và đương đầu với Tàu Cộng xâm lược. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa có lý tưởng và hoài bão triệt tiêu chế độ Cộng sản để phục vụ cho dân tộc theo đà tiến hóa của nhân loại. Đó là tâm đạo và chính nghĩa lòng dân đang hướng về chúng ta, không cần phải chịu đựng thêm 1.000 năm bị giặc Tàu nô lệ hay 100 năm bị Tây đô hộ và gần một thế kỷ
bị Cộng sản Việt Nam khống chế. Cho đến ngày hôm nay, con số người ủng hộ đã lên trên 7 triệu phiếu rồi, và con số này đang tăng lên theo từng giờ, từng phút. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã lập ra Quốc hội khóa 1, đầu tiên của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, có 1.070 đại biểu, còn Quốc hội của Cộng sản Việt Nam thì không do dân bầu ra, cho nên Cộng sản Việt Nam không thể nào đại diện cho người dân Việt Nam được. Cộng sản Việt Nam là tà đạo, đang mất tinh thần vì toàn dân Việt Nam không ngu, không còn bị phỉnh phờ, lừa bịp như trước. Chế độ Cộng sản phải ra đi, phải bị triệt tiêu hoàn toàn trên đất nước Việt Nam. Dân muốn thế và trời cũng muốn thế. Cuối bài thơ Ước mơ là câu sẽ trổ ngàn hoa thắm ngàn sao. Ý là sau khi Đức Quốc Công cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hồi hương và nắm chính quyền tại Việt Nam, thì người dân Việt Nam sẽ không còn đói khổ, không còn sống trong cảnh lầm than nữa. Trẻ em Việt Nam sẽ được chính phủ tài trợ miễn phí khi đến trường. Mức thu nhập của những người dân lao động Việt Nam sẽ không còn có giá trị thấp như bây giờ nữa. Người dân Việt Nam sẽ được sử dụng nguồn thức ăn và thức uống an toàn cho sức khỏe, chứ không như bây giờ. Tất cả mọi thức ăn, đồ uống của Việt Nam đều bị nhiễm độc, làm cho từ người già đến người trẻ đều mắc phải căn bệnh ung thư quái ác mà vô phương cứu chữa. Người dân Việt Nam sẽ được chia đều lợi nhuận từ việc khai thác dầu khí. Đây là một nguồn lợi rất lớn, ước tính có thể lên đến 280.000 USD cho mỗi người dân mỗi năm, chứ không như bây giờ, bọn đầu xó Cộng sản Việt Nam tự ý bán dầu thô rồi đem tiền bỏ vào túi riêng, chứ chúng nào có chú tâm đến cuộc sống lầm than cơ cực hiện tại của người dân Việt Nam. Nhiều nước trên thế giới sẽ tập trung về Việt Nam vì sự phồn thịnh của Việt Nam trong tương lai mà Đức Quốc Công cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mang lại cho quê hương Việt Nam. Ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân đã dạy rằng phải lấy lại chủ quyền của đất nước, không thể kéo dài, không phải là năm tới hay ngày mai, mà ngay chính hôm nay, ngay giờ phút này. Mọi người phải tỉnh thức, phải tự đổi mới, phải biết đúng sai, thiện ác, chính tà. Tất cả những người Việt hào hùng, bất khuất, có lương tâm, liêm sĩ và một lòng vì tổ quốc, thương yêu dân tộc, hãy cùng tham dự công cuộc giải cứu đất nước, là cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra giải thể chế độ tăm tối, nô lệ, do những tên đầu xỏ Cộng sản, độc đảng, chuyên quyền, tay sai tàu cộng, không cho chúng đạp đầu mẹ Việt Nam, không cho chúng cởi cổ dân Việt, không cho chúng bức hại, giam cầm những nhà ái quốc, những trí thức của dân tộc, không cho chúng tra tấn, đánh đập hành hung, truy bắt những anh chị em thanh niên, sinh viên, học sinh và lương dân Việt Nam vô tội, không cho chúng mặc tình cướp của, giết người, cướp đất, cướp ruộng, cày mồ cuốc mã cha ông chúng ta, không cho chúng đụng đến bất kỳ người dân Việt Nam nào cả. Nước có quốc pháp, nhà có gia quy, không được độc đảng bảo tàng, vô thiên vô pháp, nhất định phải giải thể chế độ tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Ngày nay, ước mơ của Ngài Đào Minh Quân sắp trở thành hiện thực, cho nên những nhà ái quốc chân chính, những người Việt Nam yêu nước, những người chủ thực sự của Việt Nam, chính là toàn thể nhân dân Việt Nam, hãy cùng nhau cầu nguyện và góp một phần công sức vào việc trưng cầu dân ý và kêu gọi trưng cầu dân ý, để cùng Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân
giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, sớm mang lại sự tự do, hòa bình, thịnh vượng cho chúng ta và cho cả tương lai con cháu chúng ta mai sau. Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật ban phước lành cho dân tộc Việt Nam, cúi sinh hồn thiên sông núi, phù trì cho con cháu hiệp lực đoàn kết, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Bài thơ ước mơ mộng được sớm, mộng được sớm, một trái tim đau vàng nghèo đồng bào trưng cầu dân ý vào trang tcdy.us hoặc tcdy.info, giao diện sẽ hiện ra bảng điền thông tin và mẫu có sẵn: họ, tên, ngày tháng năm sinh. Địa chỉ: tình mình tỏa chiếu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hung nô tham tàn, chiều chiều người dân hân hoan bầu cho xứng danh, bầu đào minh quân thương dân vì nước quên mình. Và những thông tin liên lạc như Facebook, email, dựng xây tổ quốc ta kiêu hùng, rồi một ngày mai tương lai Việt Nam sáng tươi, một trời hạnh phúc sống thiên đường vừa thế gian. Số điện thoại và người giới thiệu: sau đó chọn có hoặc không, đồng ý chọn có, không chọn không, đồng ý tham gia chọn có, không thì chọn không, xác nhận thông tin đúng sự thật, chọn có, kiểm tra lại thông tin và ấn gửi. Một thông báo sẽ xuất hiện, ghi lại mã số này để có quyền lợi cho mai sau. Hãy chuẩn bị cờ vàng cùng chào đón chính nghĩa hòa hòa trở lại trên quê hương Việt Nam dấu yêu. Tổ quốc ta kiêu hùng. Chúng tôi xin chân thành kính cảm ơn Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam, đã hy sinh cả một thời vàng son, cống hiến tất cả tâm trí lực và tài sản cho sự nghiệp giúp dân cứu nước. Kính cảm ơn Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và tất cả quý giới chức đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam thân thương đã góp công sức và tâm huyết chuyển tải đường liên trưng cầu dân ý và phổ biến tiểu sử của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, để người dân Việt Nam được hiểu tận tường về việc chính phủ kêu gọi trưng cầu dân ý. Ý nghĩa của việc trưng cầu dân ý là để có sức mạnh toàn dân tộc, thế quốc dân, nhằm tiếp sức cho chính phủ lấy lại đất tổ, không làm khổ dân.
trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái kính chào.